Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em tiếp tục trở lại kênh của Sinh Minh Xe Cao Áp Quyền Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hôm nay thì mình vẫn tiếp tục nhập hàng về nha anh em. Hàng về rất là nhiều luôn, khá nhiều luôn. Đó. Có bộ Z-Man nước nóng nha và một bộ cũng Z-Man luôn là chạy motor 7,5 người, rất là đẹp luôn nha. Đó. Này thì có cái đầu cũng Z-Man luôn nha anh em, đầu Interbum. Đó. Bên này có bơm hơi nè, bơm hơi 5 ngựa. Này bộ áp 3,5 rưỡi. Bên này thì mới gì được mấy cái khung thùng nước nóng nè, thùng nước nóng và mấy cái dàn đèn xe đẩy nha, rất là nhiều luôn. Về thêm một chiếc xe nâng hàng đó, xe nâng người lên nha. Xe mà chiếc này đã bán rồi nha em, bán rồi, có khách chốt rồi. Đó. Ở bên này thì xe trụ nhôm, bên này thì thùng máy rửa xe nước nóng, rất là nhiều luôn nha. Rồi, trước tiên vào video thì mình sẽ đi vào chi tiết cụ thể, thì mình xin chúc sức khỏe toàn thể anh em nha. Có một buổi tối là niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Rồi, đầu tiên thì mình đi được vào, xíu nữa mình sẽ quay về ngoài cửa hàng đó nha anh em, về bên ngoài cửa hàng nữa. Đây là cái bãi của mình thôi, còn cửa hàng đó nha. Đó, mình sẽ quay cụ thể cho anh em xem. Rồi, đầu tiên mình sẽ quay vào hai cái bộ Z-Man này nha anh em. Mới gì? Bãi Nhật này, nay hàng bãi thì nó vẫn gì rồi nha anh em. Hàng gì cũng khá là nhiều rồi. Đó, nhưng mà giá thì nó cũng hơi cao. Đó, giá thì mình mua thì giá nó ra cao nhưng mà mình mua thì cũng được nha anh em. Giá cũng tốt cho bên em xài. Đầu thì đầu Interbum nha. Interbum. Đó, đầu Interbum thì đầu thì áp 230 nha. Con này là chưa vệ sinh luôn, chưa vệ sinh nha anh em. Đó, chưa vệ sinh. Anh em nào muốn đẹp thì mình sẽ vệ sinh đầu đồng nè. Đó, đầu đồng mình đánh đầu đồng hoặc vệ sinh. Đó, tay hồi chỉnh áp nè. Mấy cái co này thì mình có thì mình thay cho anh em nha. Hơi sắt nè. Đó. Này sắt, còn mấy cái co này không có nha anh em. Sắt nhưng mà sắt của Nhật là nó rất là bền luôn. Mang ốc này khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, đầu áp 200. Dòng này thì có xài nước nóng và nước lạnh nha, nóng và nước lạnh. Anh em nào muốn nước nóng thì xài nước nóng, còn anh em nào muốn xài nước lạnh thì mình xài nước lạnh nha. Đó. Này thì motor là 5,5 kW nha, 5,5 kW. Điện 3 pha 308 nha, 3 pha 308. Anh em nào thích hợp điện 3 pha 308 thì xài điện 3 pha 308. Đó, cái bồn nước bằng inox nè, đốt bằng inox luôn. Rồi cái công tắc này vẫn còn hoạt động ok nha anh em. Đó, hot là nước nóng nè. Khuất là nước lạnh. Tắt. Đó, nhiệt độ của nó đây. Nhiệt độ của mát là 100 độ C nha, 100 độ C. Minh. Đó. Đồng hồ áp 250. Có phao nước đầy đủ nha anh em. Đó, phao cơ nước nha. Cấp nước vào. Motor thì motor nhôm. Đó, motor này 5,5 kW nha anh em, 5,5 kW. Đó. Trời, anh em nào muốn dọn lên thì mình sẽ dọn lên. Đó, xài nước nóng luôn. Còn anh em nào muốn mua nước lạnh không á thì mình cắt ra bán nước lạnh không cũng được nha anh em. Đó, bán nước lạnh thì nó không có giá xíu nhưng mà làm nó khỏe hơn. Nó khỏe hơn làm bên cái bên dòng nước nóng này. Nước nóng này thì rồi thì dòng này thì anh em nào cần thì mình sẽ dọn lên nước nóng nha. Rồi. Tiếp tục thì mình có gì được cũng là một con siêu phẩm luôn nha anh em. Con này là cũng là siêu đẹp luôn á. Đó. Con này quá đẹp luôn nha anh em. Đó. Đầu thì đầu của Interbum luôn nha. Interbum. Đó, Interbum. Con này là tiết xứ 20 lưu lượng áp 200 lưu lượng 15 lít. Áp 200 lưu lượng 15 lít. Thích hợp cho anh em xài rửa xe tải, xe ben. Đó, rửa không chạm nha, rửa không chạm. Đó, chỉnh áp nè. Chỉnh áp còn rất là nhạy luôn nha. Này cái đồng hồ nó, cái ốc của đồng hồ nó xuống nè, nó tan nè. Đó, nó tan, nó chảy sát xuống đồng ốc đồng hồ này. Đó. Đồng hồ nào biết xài được không đó đây. Sắp hư à. Hư thì mình sẽ gắn đồng hồ khác cho anh em nha. Đầu Interbum. Nhớt anh em thấy không? Còn rất là đẹp luôn, nhớt còn rất đẹp luôn nha.
Đầu này anh em xài chạy rất là êm luôn nha, chạy êm như máy lạnh luôn nha. Dòng này mình bán cũng khá là nhiều rồi, chạy rất là êm luôn. Con này thì được kéo bởi cái motor của nó là 5,5 HP 5,5 kW nha, 5,5 kW, điện 3 pha 308 nha anh em, 3 pha 308. Đó, anh em nào muốn xài 3 pha 308 thì mình đấu qua điện 3 pha 308. Muốn xài 3 pha 200 thì đấu điện 3 pha 200. Đó, đồng này thì có tự ngắt ngắt điện luôn nha, ngắt điện luôn nè. Đó, ngắt máy luôn. Anh em thấy hai cái rà le không? Một rà le này, hai rà le này. Đó, đèn hộp khởi động từ. Có công tắc đầy đủ luôn nha. Đó, on off. Tắt mở nè, tắt mở. Khung xe đẩy luôn. Đó, khung xe đẩy. Rất là ngon luôn nha anh em. Cái nắp của nó đây. Bảo vệ cái máy luôn. Dây điện cũng khá là dài luôn nha. Điện rất là dài luôn. Quá đẹp luôn nha anh em. Quá đẹp. Con này anh em rửa xe không chạm, rửa xe tải, xe ben rất là ngon luôn. Rồi, thì anh em nào muốn dọn thì mình sẽ dọn lên nha. Anh em cần liên hệ nha anh em. Motor thì motor còn nguyên viên luôn. Motor nhôm mà màu xanh luôn nè. Đó, nó hơi chóc xíu nhôm là nó nóng là nó chóc xíu sơn nha, chứ không có sao hết. Đó, con này là liền lạc đầy đủ đồ luôn nè, nó có thông số nè. Đó, 5,5 kW nè, 5,5 kW, sản xuất năm ngày 20/3/2022. Đó, áp nó lên được 150 lít, mà con này thì chạy áp 200 được nha anh em. 200 mình đã test điện 200 rồi, Italia luôn. Đó, rồi anh em nào cần thì liên hệ nha, có gì alo qua số điện thoại mình. Rồi tiếp tục thì mình có cái đầu nữa nha anh em, một cái đầu Interbum 25 lít, động 15 lít, 20 203, 1750 vòng. Đó, con này là inox luôn nha anh em, inox xài inox luôn, quá đẹp. Inox luôn, quá đẹp luôn nha, quá đã luôn. Cái tay hồi chỉnh áp này nè, rất là ngon luôn nha anh em. Đó, áp 200 bớt nhớt nè. Có cái cục nối, khớp nối nè. Anh em nào mua cái đầu nè, có khớp nối này luôn nha. Về gắn vô cái motor 10 ngựa, 7 người rưỡi đến 10 ngựa là anh em xài rất là đã luôn. Biết khớp nối này sao nó bị chắc nó lỏng ra này rồi. Đó. Cái đầu này rất là to luôn nha anh em. Anh em nào mua không mua cái nguyên bộ thì mua đầu cũng được nha. Đó, đầu thì mình cắt đầu rồi mình bán luôn. Máy xăng thì quá là cũ rồi. Đó, máy xăng quá cũ rồi. Rồi tiếp tục thì bên này thì có cái bơm hơi. Bơm hơi của thằng Toshiba nha anh em. Đó, Toshiba. Con này rửa rất là mới luôn nè. Đó. Con này tự nhiên nó kéo vào cái motor 3,7 luôn. 3,7 điện 3 pha. Con này anh em nào muốn xài một pha thì mình lắp điện một pha là con này xài được nha. Đó, đấu tụ đó mà kích là con này xài điện một pha được. Tại vì nó có một đầu à, một pha ba ngựa. Một đầu. Đó. Đồng hồ. Còn rất là đẹp luôn nha anh em. Vệ sinh ra nè. Quá ngon luôn. Này thì nó không biết bình nó bao nhiêu lít đây. Này thông số bình. Ở thông số bình này nha anh em. Áp nó được 10 kg nè. 205. Sản xuất năm 205. Con này tầm khoảng lít. Con này tầm khoảng cũng mấy 50 lít đó nè. Xài gia đình, xài sửa xe máy rất ngon luôn. Quay còn ok nha. Đó, quay còn hơi rất là nặng luôn. Cái mâm này, mâm này thì quá đã luôn. Ở bên này có chiếc xe đẩy nữa nha em, xe đẩy nè, xe đẩy hàng. Xe đẩy thì mình về cũng khá là nhiều luôn. Đó, đẩy lên cái máy xăng kéo đồ ý. Wow.
máy xăng cái đuổi, máy xăng EH17 nha. Đó, EH17. Đuổi G13 thì xứ 22 ly. Nguyên riêng luôn. Anh em nào muốn dọn thì mình dọn lên nha. Đó, anh em nào muốn nguyên bộ thì mình dọn nguyên bộ. Này thì nó hơi xấu nha anh em. Bán cái đầu thôi. Đó, còn máy xăng thì để bán cho anh em thợ cũng được. Anh em thợ nào cần máy xăng thì cứ liên hệ nha. Đó, chiếc xe đẩy này. Đẩy hàng rất là đã luôn. Chiếc này là 2 triệu 8 nha anh em, 2 triệu 8. Rồi bên này thì có gì được cái mấy cái dàn đèn trụ nhôm nha, dàn đèn trụ nhôm. Đó. Trụ nhôm này thì trụ bằng nhôm nha, trụ bằng nhôm. Và cái xe đẩy thì có xe đẩy luôn nha. Có tông phô nè, sáng bóng đèn luôn. Sáng bóng đèn luôn. Anh em nào xài tông phô thì xài tông phô. Đó. Quay lên quay xuống ok hết nha. Bóng đèn này. Anh em nào mua trụ không thì bán trụ không nha. Bán trụ không. Đó, trụ với xe. Quay xuống. Quay lên 4 mét nha. 4 mét. Nhôm nó là nhôm đặc luôn nha anh em. Đó, nhôm đặc luôn nha. Đó, nhôm đặc luôn. Được gì được một trụ, hai trụ, ba trụ nha, ba trụ. 4 trụ nè, 5 trụ, 6 trụ nhôm. 6 trụ nhôm nha. Đó, anh em nào mua trụ thì bán trụ và mua xe thì bán xe. Xe nè, xe bánh rất là đẹp luôn. Bánh rất là đẹp luôn nha. Bên này thì máy thùng nước nóng. Máy thùng nước nóng thì đầu kéo đầu nén ok 33. Đó, đầu ok 33 nha. Ok 33. Khá là đẹp luôn. Dòng này là chạy bu ly nên chạy rất là êm luôn nha anh em. Bu ly chạy rất là êm luôn. Rồi thì rồi tiếp tục tới cửa hàng luôn nha anh em. Tới cửa hàng. Đó. Đầu ok 33. Ok 33 có mã số là 589 nha. 589. Quá đẹp luôn nha anh em. Đó. Đầu ok 33 này kéo motor 2,2 kW nha. 2,2 kW điện 3 pha nha, 3 pha. Ok 33. Khung xe đẩy, khung xe đẩy này R nha. Đó. Mâm này. Con này thì cũng còn nguyên riêng luôn nha nè. Quá đẹp luôn. Dòng này có bô ly sẵn này chạy rất là êm luôn. Chạy rất là êm luôn nha. Motor. Đó, đang test đầu năm 11 nha. Con này cũng về bộ rất là đẹp luôn. Bộ Mitsubishi. Đó, Mitsubishi 130. Máy len can luôn nha anh em. Đó, hàng trưng bày luôn, len can luôn. Đó, quá đẹp luôn. Máy nè, xuất sắc luôn nha. Cái khung. Máy này rất là mới luôn nha anh em. Đó, anh em to. Ốc hết. Riêng nguyên bản luôn nha anh em. Nguyên mới luôn. Quá đẹp luôn. Như chưa xài luôn nè, cái bô chưa xài luôn. Đó. Mitsubishi 130 3 kW 4x2 nha, 4x2. 4x2. Đó, Mitsubishi 130. Cái máy nè, thấy không? Quá đẹp. Có cái đầu nén cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Đầu nén này là đầu nén đó, đầu nén như mới luôn. Anh em nào mua bộ này về chân quá đẹp luôn nha anh em. Vì sao mình sẽ vệ sinh ra, mình sẽ quay nguyên cái bộ cho anh em xem. Đó, anh em nào muốn chốt thì nguyên cái bộ luôn. Khung sắt này cũng còn 7 màu luôn. Tôi chưa xài luôn nha. Quá đẹp. Này nhớt mở dầu nè.
đó, cơ tay hồi nè, như mới luôn, cái bình áp nè, lan ke hết nha, quá mới. Này có bộ ý một cô mét nữa nha em, bộ ý cô mét này là 37 kW điện một pha nha, mình đấu với điện một pha rồi, đầu cô mét nè, cô mét đang đầu rất là đẹp luôn nha này, áp con này lên chưa cỡ 120, có công tắc này, có công tắc CB hết nè. Trong này thì cũng có mấy cái đầu đầu ý luôn nha anh em, đầu cô mét nè, cô mét 3022 cô mét. Trên này thì rất là nhiều lưới xem, không có thời gian mà để quay cho anh em xem. Đó. Cô mét đoạn đầu 311 rất là đẹp luôn. 311 rất là đẹp luôn nha anh em. 373 311 đồng ý nè, máy đồng ý này đầu 311 này cũng rất là đẹp luôn nha em, có mã số là con màu nguyên riêng nè, 208 nha, nguyên riêng nguyên bản luôn nè. Này có cái đầu áp 350, áp 350 luôn nha, đó đầu rất là to luôn, áp 350 mô ta từ 20 ngựa đến 25 ngựa. Đó, áp 350. Này có cái đầu tia. Tia lớn nha. Tia lớn con này là xịt rất là. Đó, tia. Da này da 25. Áp cao, con này là dòng 820 nè, 820. Xịt rất là khỏe luôn anh em ơi. À. Tay hồi nè. Có bầu áp luôn, bầu áp inox rất là dễ thương. Quá đẹp. Rồi. Này có hai đầu đài loan cũng ti sứ 28 luôn nha anh em, hai đầu đài loan. Chạy bét 2 ly rưỡi 3 ly. Rất là mạnh luôn. Đó. Rồi thì hôm nay thì được bao nhiêu hàng nữa nha anh em. Hàng cũ hàng mới gì cũng rất là nhiều luôn. Anh em nào cần thì cứ alo qua số điện thoại của mình 033 241 6648. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong nhớ hay cho mình like, rồi đến cái kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Xin chào bạn lên, bye bye.